Hey, xin chào bạn, mình là Hiên Trợ. À, như video trước mình đã hứa thì mình sẽ làm một cái video về cái contactor hay là khởi động từ. Mình nói sao nó dễ hiểu là được, không? Nhưng mà đúng ra hiểu về cơ bản mà muốn chính xác thì cái con độc lập này, đây như vậy thì gọi là contactor. Còn những cái con mà gắn được cái đuôi để mà bảo vệ quá nhiệt của động cơ này thì mình mới được gọi là cái khởi động từ. Mình hiểu năm nay cái contactor với khởi động từ này nó là cái gì? Nó thực sự nó là một cái thiết bị đóng ngắt từ xa thông qua một cái những cái nút nhấn hoặc những thiết bị khác có liên quan. Thì ở đây thường thường đa số thì anh em sẽ dùng cái này để đóng ngắt từ xa thông qua nút nhấn là gần như là nhiều. Cái này nó rất nhiều cái ứng dụng của nó trong đời sống thực tế của chúng ta. Ví dụ như là có thể đóng ngắt trong cái tủ điện, điều khiển động cơ, những cái tủ điện của mình điều khiển nhiệt, điều khiển quạt hoặc là điều khiển tời, đảo chiều. Nói chung những cái động cơ lớn thì mình có thể là dùng contactor này để đấu sao tam giác, nói chung tá lạ hết. Thì mình hiểu nôm na nó là như vậy. Còn cái bây giờ mình sẽ mô sẽ cho anh em thấy là ở trong nó là cái gì, tại sao mình phải chọn cho đúng cái mà mình cần nó mới xài được nha. Đây cũng là một bốn cái loại, bốn loại thì chức năng công năng thì nó giống nhau hết, nhưng mà nó chỉ khác nhau ở lại cái dòng. Thì cái dòng này là cái bốn hãng khác nhau luôn nha. Thì cái dòng Fuji này các bạn biết rồi, hàng này là của Nhật, nhưng mà cái dòng của nó là 26 A. Khi mình chọn á, mình chọn cái một cái contactor như vậy thì mình cần chọn cái gì? Thì cái đầu tiên của mình á, cái yêu cầu á, thì mình sẽ chọn cái dòng tải. Cái dòng tải là ba cặp tiếp điểm lớn này nè, ba cặp tiếp điểm lớn này là cái này gọi là tiếp điểm động lực. Tiếp điểm tải sẽ chạy qua đây nè. CB mình cắp vào đây ba ba sợi đúng không? Thì đầu này ra ba sợi dẫn về motor hoặc là dẫn vào điện trở. Đây là 26 A dòng. Cái thứ hai nữa thì mình sẽ chọn cái này. Hai cái điểm này là A1 A2 này. Cái này là cái cuộn côi của nó, các bạn thấy không? Các bạn thấy không? Rồi mình đây này, cuộn côi của nó là cái điện áp của nó là 200 tới 220V 50 Hz. Đúng không? Cái này tại điện áp tại Việt Nam mình thì nó chỉ có là 50 Hz, 220V, thì mình nên chọn cái dòng này 220V. Nếu mà chọn 110 thì khó, mà 308 thì cũng được. Nếu 308 mà nếu mà các bạn có điện 3 pha nên mình chọn đúng cái nhu cầu của mình cần, không? Rồi. Cái đầu tiên á là cái tải. Cái thứ hai á là cái cuộn hút, cái cuộn côi. Cái thứ ba nữa thì các bạn nhắm ở trong cái điều khiển của mình nó sẽ có cần đấu khóa, đấu chéo hay như thế nào hay không, đúng không? Thì mình sẽ chọn theo cặp tiếp điểm. Thường thường nó sẽ có là bốn cặp tiếp điểm. Bốn cặp tiếp điểm mà bạn thấy này, bên này hai cặp này, thường hở này, thường đóng này. Bên này thường hở này, bên này thường đóng hay gì đó, đúng không? Nói chung bốn cặp tiếp điểm. Thì cái cặp tiếp điểm này để làm gì? Cái cuộn hút này thì nó để nó hút cái này xuống này. Đó, chút xíu mình tháo ra cho bạn coi. Còn cái những cái cặp tiếp điểm này á, thì nó một là những tiếp điểm duy trì, hai là những tiếp điểm mà để khống chế thiết bị khác. Khống chế thiết bị khác. Nên là anh em chọn cho đúng, nếu mà nó thiếu thì nó khó thì mình sẽ xử lý theo cái thêm một cái rọi trung gian nữa. Đây, như cũng trên tay mình á thì nó cũng có, nhưng mà cái tải này là 22 này. Rồi cái cuộn côi của nó 220V này, 50 Hz, 60 Hz được này. Nhưng mà nó chỉ có một cặp tiếp điểm thôi, các bạn thấy nè, một cặp tiếp điểm rồi. Cái này nó còn đỡ nha, nó có một thường thường đóng, một thường hở nha. Còn anh này là anh có nồi thường hở không thôi nè, nha, này anh có thường hở không thôi nè. Cái này chỉ có mười mấy ampe thôi. Cái này hình như là 12 ampe. Rồi con này cũng 12 ampe. Thì mình nói sơ qua luôn là đây là cũng ba cái tiếp điểm động lực này, này ba cái tiếp điểm phụ này, đúng không?
ở dưới là NC, N thường đóng này, ở trên là NO là thường hở này. Rồi, ở đây nó có khác nhau cái gì? Ba cái tiếp điểm đầu ra của mình đây nè. Nhưng ở trên này nó sẽ có một cái là tiếp điểm của NO và tiếp điểm NC. Đa số mình sẽ đấu vào cái tiếp điểm đi qua cái cụm coil này thì qua tiếp điểm NC để khi có sự cố nó sẽ tắt cái động cơ, nó sẽ bảo vệ được cái động cơ hoặc là bảo vệ được thiết bị. À, nó sẽ tắt cái nhã này ra, nó tắt. Rồi, thì các bạn cần lưu ý cái gì và thử nó như thế nào nếu mà mình mua cái hàng cũ nha. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình cái dây đo ôm này, bấm này, bấm có cái loa này không? Rồi, nó miễn cái này nó tít là được rồi. Mình kiểm tra tiếp điểm trước nha. Mình kiểm tra tiếp điểm đây, tiếp điểm trên, tiếp điểm dưới này. Có hở hay không? Ok. Nghĩa là mình kiểm tra đầu tiên là mình kiểm tra nó có bị dính tiếp điểm hay không. Rồi. Không tít đúng không? Rồi, bắt đầu cái bước tiếp theo. Rồi, cái này là NC rồi. À, cái này N đây nè, các bạn thấy nè. Cái này là ở phía trên đó, ở phía trên này nè. Là cái tiếp điểm thường đóng này. Ở dưới là tiếp điểm thường hở này. À, rồi các bạn kiểm tra hết nha. Cái này đâu. Rồi. Rồi để mình coi cho nó đúng nha. Rồi, xong. Rồi, cái bước tiếp theo á thì mình sẽ một tay mình giữ cái này. Cái này là kiểm tra nguội nha, giữ cái này nè, nhấn xuống. Nè, nhấn xuống nè. Rồi, một cái được nha. Hai nha. Ba, rồi, ok. Rồi, mình sẽ kiểm tra lần lượt nha. Rồi, khi mình nhấn ra nhả không? Ôi, nhả rồi. Rồi, đó là cái cách mà kiểm tra những cái tiếp điểm của nó. Rồi, xong. Mình sẽ tới mình chọn cái auto đi. À, mình sẽ đo cái cuộn côi nó. Cái cuộn côi, cái số ôm nó thấp nha. Các bạn coi. À, nó thì khoảng 200 mấy nha. Không. Rất là thấp, rất là nhỏ, cuộn côi nó rất là nhỏ ha. Thì mình sẽ các bạn thấy như thế này nè. Cái đơn giản lắm. Mình đấu vô đây. Đấu hai cái dây vô nha. Hai cái dây này. Cái này đóng nó nhảy nha. Mình giữ nha. Này 220 thì mình cũng không cần âm dương đâu nha. Âm 1 hay 2 gì. Miễn là cái này mình cấp vô 220V là ok. Rồi. Xong các bạn này, cái này nó không có liên quan, đóng điện này, thấy chưa? Nó đóng này, ha, tắt này. À, đóng này, tắt này. Rồi. Thì mình sẽ tháo ra. Tháo ra mình sẽ coi cái mặt dít phía trong này. Tháo hết ra. Cái này nó cũng không có gì nha, không có khó lắm đâu. Mà tháo đây nè. Không. Tùy cái nha, cứ tất cả các thân này nó sẽ có cái độ tháo này. Tùy cái nha, mà chờ mình chút xíu đi. Nè, tháo chỗ này nè. Không. Xô này làm rất là tiện nha. Đây. Đây. Đây là cái cụm từ nè. Bạn thấy cụm từ không? Cái này nó đóng ở lâu ngày nó sẽ bị bụi. Nó bụi thì các bạn sẽ nghe nó kêu o. Đây. Cái đây là cái cụm hút này. Tại sao nó có cụm hút này? Nếu mà cái cụm hút này nó chạy ra cái mặt tiếp điểm nè. Tiếp điểm nè. Bạn thấy không? Tiếp điểm này thường hở nè. Tiếp điểm phụ nè, không? Đây là cái mặt dít của nó nè. Cái này là cái điểm mà nó ăn điện ở đây nè. Còn ba này nó hút với nhau nè. Hút xuống nè. Đó, cái cụm từ các bạn tháo ra được nè, dở ra nè, đó. Thấy A1 A2 nè.
À, đấu vô A1 A2 này. Ở đây để nó bị lệch ra ngoài. Đó, bạn thấy không? A1 A2 này. Khi mà đấu sai điện áp á, là nó cháy cái cuộn côn này liền, xịt khói ngay. Rồi. Để vô. Rồi. Rồi, để vô nha. Rồi, phía trên này nó sẽ có một cặp này, bạn thấy trong này nó có sẽ ba cái tiếp điểm lớn này, ba tiếp điểm lớn này này. À, để mình tháo cái này ra để từ từ coi nó tháo ở đâu. Mình sẽ tháo ba cái tiếp điểm lớn này ra nha. Ừ, đây này, cặp tiếp điểm phụ này, mình thấy không? Tiếp điểm phụ này. Đây, nó có một cái điểm nhấn súng này. Rồi bạn chờ mình xíu, mình tháo ra cho coi. Tháo ra nè. Cái này hơi khó tháo nha. Để mình tháo thử coi. Này, để từ từ mình tháo hết này ra nha. Cái này ở phía trong này thường thường người ta kêu là mặt vít á. Tháo lâu quá nhỉ. Em mình lấy mấy khoan. Rồi, mấy bạn chờ mình tí nha, mất thời gian quá. Này, này sẽ nhanh hơn nè. Trời ơi, hồi buổi giờ nó sướng thế. Cái này các bạn tháo ra sao thì gắn vô vậy, y chang vậy nha. Đó. Xong á, cái này là cái tiếp điểm này. À, khử nó ra. Cứng lắm. Cái này nè, nó vướng ở dưới này các bạn thấy không? Chà nó tí. Tiếp điểm này là tiếp điểm thường, tiếp điểm động lực nha. Nó bị vướng rồi vì mình chưa mở con này lần nào á. Để mình mở cho bạn coi từ từ. Ui, cái dòng này cứng quá các bạn à. Để mình tháo này cho bạn coi này, mỗi cái mình tháo mỗi kiểu nha, nên là các bạn linh hoạt trong cái vấn đề tháo nha, chứ không phải là cái nào cũng như cái nào đâu. Nên là tháo này, cái mục đích của mình á, khi mà tháo này ra thì mình sẽ, một là vệ sinh mặt vít, hai mình kiểm tra thử cái mặt vít của nó á, nó có còn ok hay không, hay là nó đã hư rồi thì mình sẽ thay thế luôn. Nếu mà nó keo o thì các bạn vệ sinh cái dưới hai cái lá từ á, hay là cái cụm từ nó còn xài được hay không. Đúng không? Thấy không? Để mình tháo thử cái này. Bạn nào mà tháo quen rồi thì tháo được nha. Đây nè, tháo ra rồi, rớt ra nè. Ở trong này nè, các bạn thấy nè, rớt ra nè, thấy không? Đây, đây là cái gọi là cái tiếp điểm này. Cái mặt dính để đóng này, cái này lớn hay nhỏ thì thuộc vào cái ampe của nó nha. Đó thì thuộc vào cái ampe này. Đó. Khi ráp vô lại thì các bạn tháo ngược ra thì sẽ lấy ra được cái ráp lại, thì mình cứ đặt vô vậy thôi. Mình ráp. Mình ráp vô lại. À, thấy chưa? Rồi cái này nó chỉ đơn giản vậy thôi, không có vấn đề gì hết. Còn nếu mà các bạn thấy mà có nó bị có vấn đề về nó nó kêu á, thì ngay chỗ này nó dơ này, lau sạch cái này này, lau hai cái này, à, thời gian hai cái úp lại á, nó bị vướng bụi.
nó vướng bụi nên là này này, ốp vô đây này, nó bị vướng bụi á, là nó sẽ bị đó, rồi gắn vô lại. Rồi đó. Rồi á, những cái tiếp điểm phụ này thì để duy trì qua cái công tắc, hoặc là mình sẽ khóa những cái điểm từ cái này, khóa chéo ở này, anh này chạy anh này tắt, anh này tắt anh này chạy chẳng hạn, thì cái đó nó thể liên quan tới một cái hệ điều khiển sau này nữa. Thì cái đó mình sẽ có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái mạch rất là đơn giản, như là xài một nút nhấn để duy trì, hoặc là xài một nút nhấn qua timer để duy trì. Thì cái video này thì mình cũng tham khảo cho các bạn biết được là cái mặt dích này là cái gì, tại sao nó là cái động lực này, cái động lực này nó chịu tải lớn hơn nên mặt dích nó lớn hơn, mình phải chọn đúng cái gì. Thì mình sẽ có một cái con conductor đã khá là ok, còn không thì mình sẽ hơi tốn kém. Rồi có một chút như vậy thôi. Thì chúc các bạn thành công. Hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Nếu mà có thời gian thì mình sẽ làm những cái video đấu nối, hoặc là chọn CP cho các bạn coi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Xin cảm ơn, xin chào.